Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn người tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin chính của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, thật quá đáng sợ và kinh hãi khi phải chứng kiến cảnh nước dâng lên. Và khoảnh khắc đó, khi đứng trước những thảm họa của thiên tai, con người chúng ta thật nhỏ bé vô cùng. Đó là lời ca thán đầy sự hoảng sợ, bàng hoàng vô cùng của người dân Trung Quốc khi phải tận mắt chứng kiến đất nước mình ngày qua ngày đang phải gồng mình chịu đựng từng trận lũ dữ đổ về. Trong khi cơn bão số 2, bão siêu mạnh đang đổ bộ vào Trung Quốc khiến mực nước sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp nước dâng lên mức cao kỷ lục và gần như nó đã tạo ra những dòng lũ dữ thế kỷ, khiến cho một nhánh sông Dương Tử bị vỡ bờ và đập Tam Hiệp phải liên tục đặt trong tình trạng khẩn cấp, liên tục phải tăng cường lưu lượng xả suốt ngày đêm. Do đập Tam Hiệp xả lũ với lưu lượng lớn đã gây ra những trận lở đất với rất nhiều thương vong, những trận lũ lớn, lũ quét kinh hoàng cuốn trôi và nhấn chìm mọi thứ nó đi qua. Thế nhưng, những tai ương vẫn tiếp tục chưa chịu buông tha Trung Quốc. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hôm 5 tháng 8, 1,4 tỷ dân nước này phải hứng chịu một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử. Thông tin trên đã được tờ báo của Bắc Kinh cho biết như sau. Vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 8, nhiều tỉnh thành phía đông bắc của nước này đã bất ngờ hứng chịu một trận mưa đá to khủng khiếp và dữ dội. Những hòn đá to bằng quả trứng rơi liên tiếp từ trên trời xuống quảng trường Tiananmen của thủ đô Bắc Kinh suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trận mưa đá trên đã làm cho thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tê liệt gần 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập phải họp gấp trong đêm bởi trận mưa đá xảy ra quá bất ngờ. Sau 2 tiếng đồng hồ thì các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã xuất hiện những đám mây rông, sấm sét đùng đùng. Một lúc sau đó, mưa liên tiếp trút hàng ngàn mét khối mưa đá trắng bao phủ một vùng rộng lớn. Theo Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc cho biết, hiện tại đã làm hư hại 1,2 triệu hectare cây trái hoa màu của người dân Trung Quốc đại lục. Điều này đã làm cho cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập đang rất buồn. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập được cho là buồn nhất. Còn hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc ca thán mất trắng mùa màng vì mưa to, gió lớn, động đất, gió bão, vỡ đê, vỡ đập trong những tháng đầu mùa lũ vừa qua vẫn đang tàn phá Trung Quốc. Người ta cho đây chính là luật nhân quả mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu, gây ra đau thương và chuốc oán với cả thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng mưa đá, lũ quét, sạt lở vẫn đang tiếp tục hoành hành nhiều tỉnh của Trung Quốc. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão. Dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Vào ngày 30 tháng 6, đập Tam Hiệp bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực rất lớn đến các thành phố ở hạ lưu. Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin cho rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia, theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình vệ tinh Trung ương đưa ra. Ước tính từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7 cho đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, miền Trung Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu, Tây Nam Chiết Giang đã xảy ra bão lớn đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 130 đến 150mm, có địa phương vượt quá 270mm, có nơi có thời tiết đối lưu mạnh như dông, bão và gió mạnh. Vào ngày 30 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục, chiều ngày 30 tháng 7, lưu lượng nước của hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng. Vào lúc 14 giờ ngày 29 tháng 7, lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m3 trên giây. Lưu lượng đã tăng gần gấp đôi vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 7. Để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 m3 trên giây. Đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 7, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt tới mức 147,57m, vượt quá mức lũ 2,57m. Trong cùng ngày, 34 tổ máy phát của nhà máy điện Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 2 triệu kW, gần hết công suất. Đây là lần đầu tiên đập Tam Hiệp xả lũ trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu.
Theo báo cáo của trang web Sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin nói rằng vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, mực nước của trạm Sông Dương Tử đạt 25m, là mực nước cần phải phòng vệ. Mực kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ dựa trên mực nước trạm Hán Cầu, mực nước phòng bị 25m, mực nước cảnh báo 27,30m và mực nước đảm bảo 29,73m. Tuy nhiên, các thành phố như Nghi Xương gần Vũ Hán chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40km, hiện đã phải chịu trận mưa lớn 20 năm một lần. Vào ngày 30 tháng 7, lượng mưa cao nhất ở Nghi Xương đạt 271,6mm, vượt qua mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Xương. Nhiều xe ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy, vào ngày 30 tháng 7, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước đã khiến cho nhiều người rơi xuống nước bị điện giật gây tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít tình hình về thiên tai, nhưng trên Twitter, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của BBC đưa tin, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một đoạn video vào ngày 30 tháng 7 rằng hiện giờ bạn có thể thấy tại hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập các châu bá đang toàn lực xả lũ. Mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử là vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Năm nay, các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử bao gồm cả Vũ Hán có bị lũ hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng có nickname là Celsia đã chỉ ra một đoạn video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới thấu hiểu. Trong 3 tiếng, nước dâng cao 5-6m, nhấn chìm tòa nhà 2 tầng. Nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc xe ô tô ngập chìm trong nước với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước. Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 30 tháng 7 rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 và mưa bão cục bộ. Đến ngày 6 tháng 8 sẽ có mưa lớn trên thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Hán Giang có mưa to và dông. Do đó, vào đầu và giữa tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể phải đón nhận đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một đợt lũ mới cho khu vực. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra thảm họa khiến 26 tỉnh thành bị ngập sâu trong nước. Đập Tam Hiệp không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn lũ lụt mà còn làm trầm trọng thêm thảm họa ở các thành phố. Khu vực hạ lưu con đập gây ra lũ lụt cho toàn bộ thành phố Nghi Xương. Ngày 5 tháng 7, một văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc được đưa ra ánh sáng, cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ đập Tam Hiệp nên đã yêu cầu bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 sẽ toàn lực xả lũ. Điều đáng lo ngại là việc xả lũ sẽ khiến thành phố ở hạ lưu rơi vào thảm họa nặng nề hơn và người dân muốn trốn e rằng không còn cách nào trốn thoát được. Văn kiện của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang lan truyền trên Twitter cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 sẽ toàn lực xả nước trong đập Tam Hiệp với lưu lượng gần 35.000 m3 mỗi giây. Từ 8 giờ ngày 30 tháng 7, lưu lượng nước của đập Tam Hiệp sẽ được xả ở mức 45.000 m3 trên giây. Phía dưới văn kiện ghi rõ, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố thời gian là 4 giờ chiều ngày 29 tháng 7. Dấu đỏ được đóng cũng là con dấu chuyên dụng phát điện tín mật của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Người sử dụng mạng đăng tải tài liệu này nói rằng sự điều chỉnh này không phải là vô duyên vô cớ, chỉ có điều là 35 con đập khác có thể chống chọi được hay không. Có người để lại bình luận rằng quả thật không khác nhau nhiều. Đêm ngày 6 tháng 8, thử thấy rằng lưu lượng đúng là 35.000 m3 trên giây và hiện tại là 45.000 m3 trên giây. Mực nước ở Trùng Khánh đang dần dâng cao lên. Hiện giờ Tam Hiệp vì để bảo vệ Trùng Khánh khỏi trận lũ sắp tới nên đã mở cửa xả lũ. Cũng có cư dân mạng nói đây là một vụ thảm sát. Các thành phố hạ lưu rất khó có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng hơn. Mọi người muốn trốn e rằng không phải chuyện dễ dàng. Có người lại bày tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc trước giờ vốn không coi mạng sống con người. Dân chết bao nhiêu người thì với đó cũng chỉ là một con số. Để có thể giữ con đập Tam Hiệp khỏi bị vỡ mà họ không tiếc hy sinh biết bao nhiêu mạng sống của người dân thấp cổ bé họng. Học giả kinh tế tại kênh Lãng Nhãng đăng video trên Twitter nói rằng đập Tam Hiệp, đập các châu bá xả lũ, mực nước sông Dương Tử tăng vọt, đổ thẳng xuống Nghi Xương gây ra thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán, đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng.
Phải chăng đã quá muộn? Người dân sống ở trung du, hạ du sông Dương Tử hãy mau mau thức tỉnh. Thưa quý vị, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng 7 đến nay, miền Nam Trung Quốc liên tục xuất hiện mưa bão, khiến nhiều tỉnh thành xuất hiện ngập úng. Theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 12,16 triệu người ở 26 tỉnh thành bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam. Trong đó có 78 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, 729.000 người phải khẩn cấp di rời. Do lịch sử che giấu sự thật và thói quen nhẹ nhàng hóa thảm họa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới quan sát cho rằng thiệt hại thật sự chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chính quyền công bố. Ngoài ra, nhiều đường sắt đã bị nước lũ phá hủy, các cửa hàng và nhà cửa đều bị ngập, thậm chí ngập đến cả tầng 3. Còn có những người bị lũ cuốn trôi trong cả căn nhà. Dữ liệu thương vong thực tế có thể là một con số kinh hoàng. Vào ngày 30 tháng 7, tỉnh Hồ Bắc đã phải hứng chịu thêm một đợt mưa lớn mới. Tính đến 13 giờ ngày 29 tháng 7, mưa lớn đã gây ngập lụt tại 24 quận thuộc 7 thành phố, bao gồm Nghi Xương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, khiến hơn 650.000 người gặp nạn, trong đó có 3 huyện Đông Ba, Trùng Dương, Kinh Sơn thuộc thành phố Kim Môn, Quảng Thủy, huyện Tùy, Tân Đô thuộc thành phố Tùy Châu, huyện Hạ Phong thuộc Châu Tự trị Dân tộc Thổ Gia Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, huyện Tiên Ân của Châu Tự trị Dân tộc Thổ Gia, Miêu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc có lượng mưa trên 200mm. Nơi có lượng mưa lớn nhất là 339,5mm ở thị trấn Kiều Thạch, huyện Đông Bảo, thành phố Kinh Môn. Vào ngày 29 tháng 7, mực nước ở Thái Hồ dâng cao và cảnh báo lũ lụt đã được ban hành. Tất cả mực nước của 16 trạm trong khu vực dưới hạ lưu đều vượt quá mực nước cảnh báo. Từ chiều ngày 30 tháng 7, thành phố Nghi Sơn gặp phải mưa lớn khiến toàn bộ thành phố ngập lụt, cộng thêm đập Tam Hiệp và đập các châu bá ở thượng nguồn thành phố Nghi Sương xả lũ cứu đập, khiến toàn bộ thành phố Nghi Sương ở hạ du chìm trong nước. Khắp nơi đều là xe cộ bị nước cuốn trôi hay nổi lềnh bềnh trên nước, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngoài Nghi Sương thì vùng hạ du đập Tam Hiệp như Nam Kinh, Thượng Hải cũng được mọi người quan tâm. Theo cảnh báo do Cục Khí tượng Trung Quốc đưa ra, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ tiếp tục bị mưa lớn trong vài ngày tới. Ngoài ra, đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ, giải cứu con đập đỉnh lũ thượng nguồn sông dâng cao để có thể gây lũ nặng ở Nam Kinh và Thượng Hải. Một bài viết trên Weibo của Trung Quốc có tiêu đề "Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào?" Bài báo đề cập rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải đều không thoát khỏi kiếp nạn. Đại Hồng Thủy sẽ kinh hoàng hơn chục lần so với trận lụt năm 1998, có thể phá hủy mọi thứ ở trung và lưu sông Dương Tử. Ngoài ra, Đại Hồng Thủy sẽ đến Vũ Hán trong vòng 10 giờ và Nam Kinh trong vòng 1 ngày. Một trận Hồng Thủy cao từ 7 mét hoặc thậm chí cả hàng chục mét sẽ cuốn trôi, đánh sập các tòa nhà. Thật khó để tưởng tượng ra rằng người dân có thể trốn thoát được. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!